Chào các bạn. Và tiếp theo trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể là mời được học sinh tham gia vào học trực tuyến ở trên cái phần mềm Zoom. Thì đơn giản thôi. Chúng ta đăng nhập vào cái phần mềm Zoom của chúng ta như thế này. Thì ở trong video trước thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể tạo được hay là lên các cái lịch để học trực tuyến trên này rồi. Thì ta sẽ vào cái phòng họp trực tuyến ở trên đây. Đây, cuộc họp đây. Thì trong này có các cái bài học của chúng ta đã lưu ở trên này, ta đã lên lịch ngày nào dạy rồi, buổi tiết 1, tiết 2, tiết 3, tiết 4, vân vân. Thì ta sẽ bấm vào từng cái bài học một của chúng ta ở trên này. Đây, bấm vào từng bài học một đấy. Thì nhìn sang phía đằng bên này thì chúng ta sẽ thấy là có cái sao chép lời mời ở đây. Đúng rồi, sao chép lời mời này. Ta sẽ bấm vào cái phần sao chép lời mời này. Đấy, đã sao chép lời mời. Rồi sau đó là chúng ta có thể chuyển sang cái phần mềm dán nó vào sang cái phần mềm Word hay là Notepad và chỉnh sửa lại một số các cái thông tin như này, ví dụ như kính gửi muốn xe này, ví dụ như thế. Và ta sẽ gửi các cái thông tin này cho các cái bậc phụ huynh hoặc là các cái em học sinh của chúng ta qua Zalo, qua tin nhắn hay là qua Facebook vân vân. Đấy, thì học sinh nắm được cái thông tin này thì đến cái thời gian mà học trực tuyến là 21 giờ thì học sinh sẽ tham gia, một là tham gia bằng cái đường link này, hai nữa là tham gia bằng cái ID cuộc họp đây và cái mật mã mà chúng ta đã gửi bằng cái lời mời này thì học sinh sẽ tham gia vào được cái buổi học của chúng ta. Đấy, và cái cách thứ hai nữa để chúng ta có thể là tạo được cái lời mời là chúng ta quay lại cái màn hình chính của ta đây. Ta thấy là ở đây có cái phần là cuộc họp của chúng ta thì ta bấm vào cái phần cuộc họp này. Đây, ở trên phía bên góc trái của màn hình thì chúng ta thấy có hình ảnh cái khiên ở đây, chúng ta bấm vào. Đây là thông tin của cuộc họp. Thì chúng ta sẽ sao chép lại các cái thông tin này để gửi cho học sinh của chúng ta. Đây. Đây là thông tin về ID và thông tin mật khẩu và đây là cái liên kết lời mời. Chúng ta có thể là copy những cái thông tin này để gửi cho học sinh. Đây ta có thể sao chép liên kết ở đây. Và cái cách thứ ba là ta có thể là xuống những cái phần dưới này. Người tham gia ta bấm vào đây. Đây nha, người tham gia ta bấm vào đây thì sẽ thấy có chữ mời. Thì ta sẽ bấm vào đây. Đây, chúng ta lại nhìn dưới này chúng ta thấy là cái sao chép liên kết mời hay là sao chép lời mời thì ta sẽ bấm vào để sao chép lời mời đây. Đấy, lời mời đã được sao chép vào bảng ghi tạo thì ta có thể là ta có thể dán cái lời mời đó sang đây thì chúng ta thấy là đây là tham gia Zoom cuộc họp này. Đây là cái link để chúng ta tham gia này, rồi ID cuộc họp và mật khẩu là đây, chúng ta lấy cái thông tin này để gửi cho phụ huynh hoặc học sinh của chúng ta để học sinh nắm được cái thông tin và cái giờ giấc tổ chức cái cuộc họp trực tuyến đó. Đấy là một số các cái thông tin về cái cách để chúng ta có thể là mời học sinh tham gia vào cái buổi học trực tuyến của chúng ta, tham gia vào cái buổi đào tạo trực tuyến của chúng ta. Đấy, như vậy là rất là dễ. Nếu như có băn khoăn thắc mắc thì các bạn cũng để lại cái lời bình luận bên dưới nhé. Và tôi sẽ giải đáp cho các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và trong cái video sau thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể là bật tắt webcam và bật tắt tiếng của học sinh và giáo viên. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.